Buổi sáng, gió từ sông hắt lên mắt rượi. Thằng bé chừng 10 tuổi, ngồi bệt trên thành cầu nhìn ông lão đang vũ đống lưới tối qua tấp ở gốc thuyền. Hai chân thằng bé thõng xuống, dắt dẻo khỏa nước. Những giọt nước mắt từ mắt lưới đọng lại, rơi lởm bởm xuống sông khi ông lão căng tấm lưới lên. Tối qua trời mát trăng thanh, số cá ông lão kiếm được cũng kha khá. Ông lão khắp khởi mừng vì với số cá này kiểu gì ông cũng dôi ra một ít tiền để mua cho thằng cháu bộ quần áo mới. Tội nghiệp có hai bộ thay đi thay lại mà bộ nào cũng sờn cũ hết cả rồi. Ông lão nhìn thằng bé bất giác thở dài. Trong lúc ông lão vừa vũ lưới vừa đâm chiêu thì thằng bé bỗng ngập ngừng. Lát nữa ông cho cháu vào làng ông nhé. Khuôn mặt ông lão đột nhiên biến sắc. Ông lão nhìn thằng bé hồi lâu rồi dứt khoát. Không được, cháu có thể đi mọi nơi nhưng vào làng thì không. Thằng bé thấy giọng ông gay gắt. Dù có hơi sợ nhưng vẫn cố vớt vát. Sao ông không cho cháu vào làng? Mấy đứa bạn cháu bảo ở trong làng đẹp lắm, có nhiều trò chơi hay nữa. Ông đã bảo không được là không được. Ông nói rồi, cháu không bao giờ được bén mảng vào làng. Ông lão cắt ngang đời thằng bé khi giọng nó đang đầy háo hức về một ngôi làng hấp dẫn và thú vị qua lời kể của mấy đứa bạn cùng sống trên sông. Rất nhiều lần nó tự nhủ một ngày nào đó nó cũng sẽ vào làng để được tận mắt trông thấy những điều mà tụi bạn đã kể cho nó nghe. Nhưng lần nào cũng vậy, ngay sau khi thằng bé vừa mở lời thì ông lão giọng chắc nịch, luôn luôn là những lời cấm đoán. Thằng bé khuôn mặt yếu xìu mà chẳng hiểu lý do vì sao. Vừa lúc đó, bà lão từ trên bờ bước xuống thuyền, giọng đon đả. Cô nhân đâu rồi? Bà có quà cho cháu đây này. Bà lão lấy từ trong chiếc làng đang cầm trên tay một gói kẹo rồi đưa cho thằng bé. Thằng bé hớn hở. Cháu xin bà. Đưa gói kẹo cho thằng bé xong, bà lão ngồi xuống bên cạnh ông lão, đưa ra gói trà. Tôi có gói trà, biếu ông uống nước. Bà lão đẩy gói trà về phía ông, lập tức ông lão vung tay gạt trở lại, khiến gói trà rơi phịch xuống sàn. Bà lão lẳng lặng nhặt gói trà lên, trong khi ông lão vẫn điềm nhiên vũ lưới, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí sự xuất hiện của bà lão lúc này cũng như không. Bà lão lấy tay vũ lưới, thoát cái, ông lão giằng đống lưới về phía mình. Ông dặn thằng bé đi chơi trước khi quay sang bà lão, lạnh lùng. Ở đây không có việc gì cho bà cả. Bà lão ngước đôi mắt mờ đục nhìn ông rồi nói với giọng như giam dĩ. Ngày mai là dỗ con Hiên rồi, tôi mang ít đồ lễ cho nó. Ông lão hình như sực nhớ ra, khuôn mặt hơi chao lại. Chết thật, mai là ngày giỗ của con gái mình, vậy mà mình cũng quên được. Không lẽ mình già đến mức này rồi ư? Ông lão lẩm bẩm trong miệng, cố không để cho bà lão nghe thấy. Ông lão trở về với thực tại, thấy bà lão cầm chiếc rổ như đang định làm gì đó. Ông lão liền dằn lại. Bà về đi, tôi nói rồi. Ở đây không có việc gì cho bà cả đâu. Bà lão buông thõng tay rồi ngồi thụp xuống. Ông vẫn không tha thứ được cho tôi hả ông? Ông lão xua tay. Bà về đi, bây giờ tôi phải đi chợ rồi. Giọng ông lão vẫn chắc nịch, khô khốc và lạnh lùng. Bà lão đứng dậy rồi lủi thủi ra về. Ông lão không buồn nhìn theo. Xóm chài nằm e ấp bên sông với khoảng 10 nóc nhà được dựng trên những chiếc thuyền gỗ đã xỉn màu. Ông lặng lẽ với cuộc sống nơi xóm chài cho đến khi thành ông lão, mái tóc ngả bạc lúc nào không hay. Con gái ông bước vào tuổi thiếu nữ, đẹp như một bông hoa cuối mùa, nhưng vẫn dở dở ương ương như vậy. Ông nghĩ mình cũng từng có những giây phút hạnh phúc, Đó là khoảnh khắc chào đón con gái ra đời, xinh như một con búp bê, ai nhìn cũng muốn thơm vào má, thậm chí cắn yêu một cái cho thỏa mãn sự thích thú. Cho đến khi con gái lên 2 tuổi, càng ngày vợ chồng ông càng phát hiện ra những biểu hiện không bình thường của nó. Nó chậm nói đã đành, nhưng càng lớn càng tỏ ra là một đứa bé ngờ nghệch cù khờ. Khi lên 5 tuổi, con gái ông hiện rõ mồn một là một đứa bé ương dở, nói không nói, suốt ngày chỉ cười hình hệt, mũi dãi lòng thòng. Từ lúc phát hiện ra con gái của mình như vậy, vợ ông đau khổ suốt ngày ủ rũ, ru rú trong nhà. Cả ông rồi vợ ông đều không làm sao giải thích được gì đâu mà con gái của mình lại ra nông nổi như vậy. Rồi một ngày, không chịu nổi cuộc sống túng quẫn, thêm đứa con ngờ nghệch, vợ ông lẳng lặng xếp áo quần ra đi, không để lại một tin tức gì. Từ đồng trở về nhà, nhìn đứa con gái ngồi xoài trên sân, xung quanh dậy lên mùi hôi thối của phân lẫn nước đái. Ông ôm con vào lòng, rồi khản giọng gọi vợ. Nhưng lời ông rơi vào thinh lặng. Vợ bỏ đi hôm trước, hôm sau ông quyết định gói ghém đồ đạc, cùng đứa con gái đầu lòng ra sống ngoài sông. Vĩnh viễn quên hình ảnh người vợ phụ bạc, cùng những ký ức mà ông không muốn nhớ đến. Ông ôm con ra sông và thề với lòng mình mãi mãi thuộc về nơi này. Thời gian cứ bình thản trôi đi, có lẽ cũng dễ đến gần 20 năm. Ông và con chọn nơi đây làm nhà. Hàng ngày, khi ông lão đi thả lưới hay mang cá sang chợ làng bên bán, thì con gái ở nhà thơ thẩn một mình trên thuyền. Con gái ông nhìn đăm đăm vào những cánh rừng đưng rừng mắm. Chốc chốc, có con bướm hay con chim nào bay ngang qua, nó lại vỗ tay, miệng kêu lên những tiếng ú ớ ra chiều rất phấn khích. Rồi xóm chài trở nên trộn rộn hơn khi xuất hiện một toán công nhân về làm đê. Mỗi ngày qua đi, lại có thêm một đoạn đê vững chãi hiện ra. Người lớn lẫn trẻ con của xóm chài đều vui vẻ và háo hức đợi chờ ngày con đê được xây xong. Bởi khi có con đê này, họ sẽ không còn phải lo lắng vào mỗi mùa mưa bão. Người xóm chài vẫn rỉ tay nhau, không đùa được với bão lũ thiên tai. Có những năm đã chằng cột chắc chắn rồi, vậy mà khi bão lũ về, thuyền lẫn người vẫn tan tác. Thậm chí có người còn bị lũ nhấn chìm rồi trôi đi, không tìm được xác. Vậy nên, có một con đê vững chãi như thế này, ít ra những rủi ro sẽ được giảm bớt. Kể từ khi có toán công nhân về làm đê, ông lão không còn phải mang cá ra chợ bán, mà bán luôn cho họ làm thức ăn. Đám công nhân căng bạc thành một túp lều, rồi cùng ăn ở tại đó. Cứ mỗi sáng, ông lão lại mang cá ra bán cho họ. Có hôm, anh nuôi sẽ xuống tận thuyền của ông lấy cá. Chính từ những lần mua bán đó, mà chuyện ông lão có cô con gái đẹp như một bông hoa dại chẳng mấy chốc lan ra khắp đê. Đám công nhân xì xào bàn tán. Người tỏ ra thương cảm, nhưng có người lại tỏ ra tiếc rẻ. Một đồn 10, sự xinh đẹp của bông hoa dại kia khiến ai cũng phải tò mò. Một buổi chiều, ông trở về thuyền sau khi đã mua đầy đủ mắm muối, gạo, bớt dầu cho cuộc sống của hai cha con những ngày sắp tới. Vừa bước xuống thuyền, qua ánh nắng lấp loáng còn sót lại của buổi chiều, ông lão như chết sững. Trước mắt ông, những vật dụng nằm ngổn ngang trên sàn, mấy chiếc bát ăn cơm lăn lóc, có cái vỡ toang. Góc thuyền, đứa con gái nằm rúng ró, áo quần tơ tướp, tóc tai bù xù. Trên sàn gỗ còn sót lại mấy vệt máu khô. Ông lão hốt hoảng chạy lại chỗ con. Đứa con gái dở giật mình hét toáng lên. Những tiếng ú ớ nghèn nghẹt như mắc lại trong cuống họng, nhưng ông cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng mà con gái mình vừa trải qua. Dường như nhận ra ông, đứa con gái thôi la hét mà co rúm người lại, rồi ôm ghì lấy bố. Bên tay ông vẫn còn những tiếng nấc nghẹn. Nhìn con gái, ông cũng không nén được cảm xúc của mình. hai cha con cùng ôm nhau khóc. Chiều vắng, không ai hay biết chuyện của cha con ông. Ông lão ngồi bần thần nhớ lại. Gần 10 năm trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Như lúc ông về và bắt gặp con gái mình quằn quại trong khoang thuyền. Cứ mỗi lần nhớ lại, ông lại cảm thấy đau tức. Ngày đó, khi cơn giận bùng lên, ông đã định cầm dao ra chỗ đám đông công nhân. Đi ra mũi thuyền, ông liền khựng lại rồi ngồi thụp xuống ngửa mặt lên trời. Hình ảnh của ông lúc đó không khác gì với hình ảnh chú sói già, đau đớn quá mà không biết phải làm gì, chỉ biết ngửa mặt lên trời rồi tru. Tiếng tru đầy tủi cực tan vào hư không. Ông thầm trách, ông Cao Xanh khéo bày trò. Rồi ông chợt nhớ, phải rồi, con gái ông sẽ không phải đau đớn như vậy nếu như có một người mẹ ở bên chăm sóc. Tất cả cũng tại vì người vợ phụ bạc, người đã bỏ đi để mặc đứa con tội nghiệp cho ông. Vết thương trong lòng ông một lần nữa bị khoét sâu thêm. Thế rồi thằng bé ra đời, giống như một món quà mà ông trời gửi đến ông. Nhưng để có được món quà này, ông phải trải qua nỗi đau đớn thấu tận tim gan. Và sau này là nỗi đau mất đi đứa con mà ông chăm bẵm nuôi nấng từ nhỏ. Con gái ông bị băng huyết ngay sau khi sinh thằng bé. Ông như cắt từng khúc ruột. Khi một bên là đứa con gái với hơi thở yếu ớt, còn một bên là thằng bé với tiếng khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Ông đã không làm gì để được cứu con, đành ôm thằng bé và xót xa đưa bàn tay già nua lên vuốt mặt cho con gái mình. Buổi sáng ngày hôm sau như thường lệ, ông lão dậy từ sớm, đắp lại chăn cho thằng bé. Ông chụm lửa nấu nồi cơm nếp. Sáng qua, may có bà lão, nếu không ông đã quên ngày giỗ của con gái mình. Ngay khi bà lão ra về, ông vội vội vàng vàng sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị làm giỗ cho con. Sực nhớ thẻ nhang và gói kẹo hôm qua bà lão mang ra. Lúc đầu, ông lão tính không đã động đến, nhưng rồi ông tặc lưỡi. Dù gì cũng là máu mủ của nhau, nghĩa tử là nghĩa tận. Nghĩ vậy, ông lão lần tìm đến chiếc làng bà lão để nơi góc thuyền, lấy ra thẻ nhang và gói kẹo, rồi đặt lên bàn thờ con gái. Chiếc bàn thờ đơn sơ, cũng không có lấy một tấm ảnh thờ, chỉ có chiếc bàn con. Trên đó có một bát nhang với những chân nhang đã xỉn màu. Ông lão loay hoay một mình cho đến lúc trời sáng lúc nào không hay. Sau khi đánh thức thằng bé dậy, ông mang đồ cúng rồi cùng nó ra mộ con gái. Ngôi mộ nằm cách nơi đậu thuyền của ông một khoảng khá xa. Đi được nửa đường, ông lão trông thấy bà lão đang hớt hơ hớt hải đi theo sau. Xem như không thấy bà, ông lão cầm tay thằng bé, quấy quả bước đi. Ngôi mộ nằm trơ trọi một mình ở mé sông, cỏ dại phủ xanh ngắt. Đôi chỗ do bị mưa xối tạo thành một vết lõm trên mộ. Ông lão đặt đồ cúng xuống bên cạnh, nhẹ nhàng bảo thằng bé: "Này, con ngồi xuống nhổ cỏ trên mộ cho mẹ đi." Thằng bé răm rắp làm theo. Hai ông cháu cùng tỉ mẩn nhổ những cây cỏ đã bám rễ sâu vào đất. Lúc đó bà lão cũng vừa tới. Không nói không rằng, bà lão ngồi thụp xuống, vừa nhổ cỏ vừa khóc hờ: "Con ơi, mẹ có lỗi với con sống khôn thác thiên, về đây chứng giám cho lòng thành của mẹ. Mẹ khổ lắm con à." Đột nhiên ông lão quay sang bà gằn giọng: "Tôi đã nói rồi, ngoài này không có chỗ cho bà đâu, bà về đi." Bà lão như không nghe thấy, vẫn lẳng lặng nhổ cỏ. Thấy bà lão không có biểu hiện gì với lời nói của mình, cục giận trong ông lại trào lên. Tôi nói bà có nghe không? Bà về đi, ngoài này không có chỗ cho bà đâu. Bà lão thôi khóc, nhìn ông lão trừng trừng. Sao ông ác vậy? Mấy chục năm rồi, chuyện cũng đã cũ xưa rồi. Lẽ nào ông không thể tha thứ cho tôi được sao? Mà suốt những năm tháng qua tôi cũng đâu có sung sướng gì đâu. Giọng bà lão nghẹn lại. Ông nghĩ coi tôi với ông vợ cũng gần đất xa trời rồi. Ông không thương mình thì cũng phải thương lấy thằng nhân chứ. Giọng bà lão có chút ngập ngừng. Bệnh băng huyết đâu có khó chữa. Nếu ông không cố chấp như vậy, hồi đó con Hiên sẽ không phải chết. Thằng nhân không phải chịu cảnh côi cút. Bà lão nói xong rồi thở dốc. Chừng như cảm thấy mình vừa lỡ lời hay vừa làm một việc gì đó quá sức mình. Và quả nhiên, những lời của bà lão đã tác động tới ông. Ông lão nhìn bà lão không chớp mắt. Hai đồng tử của ông không hề động đậy. Khuôn mặt ông bần thần. Trong ông lúc đó không khác gì một bức tượng được tạo nên từ thạch cao. Trong giây phút ngỡ ngàng, ông nhớ lại khoảnh khắc con gái ông trở dạ. Con gái ông bị băng huyết, máu chảy ra lên láng. Dòng máu đỏ ối nối tiếp nhau chảy trên sàn rồi nhỏ xuống sông. Bên cạnh, thằng bé khóc ngần ngật. Tiếng khóc của thằng bé nhói vào tâm can ông. Con gái ông cần tới trạm y tế. Ông lão đưa mắt hướng về phía làng. Nhưng rồi, ông đã thu dời ánh mắt của mình. Không, ông đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đó, nhất định không. Trong lúc ông đang giằng xé giữa việc vào làng hay không vào làng, thì con gái ông từ từ khép mắt lại. Cánh tay phải lúc nãy, còn vòng tay ôm thằng bé, bây giờ cũng lơi ra. Thằng bé vẫn khóc ngần ngật, hai bàn tay nó ngọ ngoẹ như đang tuyệt vọng tìm gì đó. Ông đau đớn nhìn con rồi nhìn cháu, nhưng tất cả đã muộn. Mấy năm qua, ông cố chôn chặt chuyện này vào lòng, nhưng ông đã không làm được. Càng thương con gái, ông lại càng trách người vợ bội bạc. Giờ người vợ bội bạc đó lại hiện diện trước mắt ông. Cũng như ông, thời gian đã lấy hết đi tất cả nhuận sắc nơi bà. Đối diện với ông bây giờ là hình ảnh bà lão với mái đầu bạc trắng, khuôn mặt chồng chất những nếp nhăn. Trên đầu của ông bây giờ, tóc cũng đã ngã bạc hết rồi còn đâu. Bao nhiêu năm qua, ông luôn khăng khăng cho rằng mọi sự đều do bà. Nếu bà ở lại cùng với ông yêu thương chăm sóc con, thì cha con ông không phải bỏ làng ra sống ở ngoài đê, để rồi những tai ương liên tiếp rớt xuống đầu. Nhưng lúc này đối diện với bà, ông chợt hiểu đẻ ra một đứa con ương dở như vậy hoàn toàn không phải lỗi của bà, cả ông cũng có lỗi. Ông chưa bao giờ đặt mình vào tâm thế của bà để hiểu rằng bà cũng có những nỗi khổ tâm riêng nên mới phải ra đi như thế. Chỉ là ông là đàn ông nên cương trực và cứng rắn hơn. Ông lão chợt chạnh lòng. Sau những lời nói của bà lão, không gian trở nên yên ắng, tĩnh mịch. Mùi hương phảng phất, khói hương bản lãng hòa vào không trung. Ai cũng đang chăm chú vào công việc của mình, nên không ai nói với nhau câu nào. Xong việc, ông lão và thằng bé lẳng lặng đứng dậy rồi trở về thuyền. Còn lại bà lão ngồi đăm chiêu bên mộ con gái. Không ai biết lúc đó bà đang nghĩ gì, chỉ biết lúc trông thấy ông lão và thằng bé khuất dạng, bà lão mới chậm chạp đứng dậy rồi rảo bước về phía làng. Một buổi sáng đầu mùa xuân như mọi lần, bà lão lại ra thuyền thăm cháu. Ông lão vẫn cần mẫn chiếc đóng lưới của mình. Lần này ông lão không đuổi bà như trước đây, chỉ cắm cúi vào công việc của mình, xem như không có sự hiện diện của bà. Bà lão bước vào khoang thuyền, rồi lại gần nơi thằng bé đang nằm im như một con mèo. Thằng bé hé đôi mắt ti hí nhìn bà, ánh nhìn đầy mệt mỏi. bà lay lay thằng bé. Sao giờ này vẫn còn nằm đây? Bà mang kẹo ra cho cháu đi này, dậy ăn đi. Thằng bé vẫn nằm im, hơi thở khò khè yếu ớt. Chợt đập vào mắt bà là những chấm ban mọc chi chít từ mặt xuống hai cánh tay. Bà lão lật áo lên, thấy trên người nó là những chấm ban đã đóng vảy. Bà hốt hoảng, trời ơi, cháu bị làm sao thế này? Rồi bà quay ra nói với ông vào mà xem cô Nhân nó bị làm sao đi này. Bà lão kêu lên, thôi đúng rồi, nó bị thủy đậu, trời ơi, thằng Nhân nó bị thủy đậu mà sao ông vẫn còn để nó nằm đây, sao ông không đưa nó vào làng chạy chữa cho nó? Ông lão nghe nhắc tới từ vào làng thì ngừng tay, đôi móc ông sáng quắc, không có đi đâu cả, bà về đi, tôi đã nói bao nhiêu lần, nơi đây không có chỗ cho bà. Bà lão đưa tay áo chầm chầm nước mắt, ông có còn nhân tính nữa không? Ông nhìn coi, thằng Nhân nó đang sắp chết đi này. Bà lão nước mắt gián dài, hết nhìn thằng bé rồi nhìn ông. Ông có thể sống mãi với nỗi hận của mình, nhưng còn tương lai của thằng Nhân thì sao? Không lẽ ông muốn cuộc đời của nó mãi quanh quẩn ở dưới xóm chài này sao? Ngày xưa cũng vì ông cố chấp mà con Hiên phải chết, lẽ nào giờ ông cũng muốn thằng Nhân nó chết như vậy sao? Ông lão sững người. Những lời nói của bà lão một lần nữa lại găm vào tim ông. Trong đầu ông lởm giởn hình ảnh của đứa con gái rồi đến thằng cháu. Ông tự vấn mình, mấy năm qua ông xem thằng bé là một món quà vô giá, nhưng cách ông bảo bọc nó liệu có phải ông đang thương nó thật sự hay không? Hay ông đang làm khổ nó vì sự cố chấp của mình? Ông lão ngồi bần thần một lúc, rồi rất nhanh ông chạy vào khoang thuyền, bế thốc thằng bé trên tay, vội vã chạy về phía làng. Bà lão sau giây phút ngỡ ngàng cũng tất tưởi chạy theo ông.